Ninh Dương Đan Ngọc xuất sắc đạt giải thưởng gương mặt châu Á tại Liên hoan Busan năm 2017. Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ được vinh danh ở hạng mục gương mặt châu Á tại Liên hoan phim Busan, khiến khán giả nước nhà vô cùng tự hào. Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2017 đã chính thức khai mạc vào chiều tối ngày 12 tháng 10. Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng của điện ảnh Hàn Quốc và các nước châu Á. Thảm đỏ năm nay gây chú ý đối với khán giả Việt Nam khi dàn mỹ nhân phim Cô Ba Sài Gòn được mời tham dự. Được biết, bộ phim của đạo diễn Ngô Thanh Vân sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2017. Chính vì thế, đã nữ đã cùng dàn diễn viên trong phim bay sang Hàn Quốc để tham gia sự kiện này, bao gồm có Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Oanh Kiều. Được biết, năm nay, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ là khách mời mà còn có tên trong hạng mục giải thưởng Face of Asia Award gương mặt châu Á. Tại chương trình, Ninh Dương Lan Ngọc vinh dự đoạt giải gương mặt châu Á của Marie Claire Asia Star Award 2017 trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc. Sau một thời gian vắng bóng, nữ diễn viên trở lại khá ấn tượng với hai vai diễn trong phim Cô Ba Sài Gòn chuẩn bị phát hành và bộ phim Mối tình đầu của tôi cũng vừa đóng máy cách đây vài ngày. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc với nữ diễn viên sinh năm 1990 để hỏi về cảm xúc. Lan Ngọc chia sẻ, Ngọc vẫn đang rất bất ngờ với giải thưởng, đồng thời là cảm xúc tự hào. Được đại diện Việt Nam nhận giải thưởng gương mặt châu Á, cả đoàn cũng như chị Vân, mọi người đều run khi chính bản thân Ngọc được gọi tên. Ngay bây giờ, Ngọc chỉ muốn cảm ơn chị Vân, hai đạo diễn và team Cô Ba Sài Gòn đem đến cho Ngọc vinh dự này. Độc quyền, Mai Ngô lần đầu nói về việc dừng chân tại Hoa hậu Hoàng Vũ và tin đồn xích mích với hot Phạm Hương. Mai Ngô luôn giữ nụ cười trên môi mà không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay e ngại. Không chỉ thế, cô nàng còn thẳng thắn nói về chuyện dừng cuộc chơi, cũng như những khán giả đã chỉ trích cô trong suốt thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua, việc Mai Ngô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2017, cũng như những thông tin về diễn biến cuộc thi và các ý kiến xoay quanh sự việc của Á hậu The Face năm 2016 luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Ở tập 1 và tập 2, Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2017, mọi người cảm thấy bất ngờ và có phần khó chịu sau những phát ngôn của Mai Ngô ở phần giới thiệu bản thân tại cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, sau khi Mai Ngô dừng chân tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, khán giả lại càng tò mò hơn về sự việc này. Dù đang là tâm điểm chú ý của dư luận, nhưng mới đây, chân dài sinh năm 1995 đã xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn trong cuộc phỏng vấn với Zan News. Giữa tâm bão mới đây, Mai Ngô xuất hiện vô cùng tươi tắn trong buổi trò chuyện với Zan News. Cô luôn giữ nụ cười trên môi và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay e ngại. Không chỉ thế, Mai Ngô còn thẳng thắn nói về lý do dừng chân tại chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ 2017. Dù không muốn nhắc đến scandal vừa qua, nhưng Mai Ngô cũng thừa nhận rằng với cô, cách vượt qua căng thẳng và áp lực công việc tốt nhất là nhận những lời động viên của mọi người, cũng như dành thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ mọi chuyện trở nên thấu đáo hơn. Người mẫu sinh năm 1995 cho biết những ngày qua cô không sử dụng điện thoại, dành toàn bộ thời gian ở nhà. Tại buổi trò chuyện, lần đầu tiên Mai Ngô thẳng thắn nói về mối quan hệ xích mích giữa cô và hot Phạm Hương, cũng như xoay quanh những tin đồn chân dài sinh năm 1995 bị chèn ép khi thực hiện các thử thách của Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Đồng thời, trong buổi trò chuyện, Mai Ngô cũng đưa ra ý kiến cá nhân về những chê trách của Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh, cũng như muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nam MC giám khảo Phan Anh đã bênh vực cô thời gian qua. Để biết sự thật vì sao Mai Ngô rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2017 và những lùm xùm phía sau hậu trường cuộc thi, hãy chờ đón buổi trò chuyện cùng Mai Ngô vào lúc 14 giờ chiều. Huyền My xin lỗi vì cô chưa hô giọng giọt 2 tiếng Việt Nam tại Miss Grand International 2017. Vì thời tiết thất thường đã làm cho sức khỏe của Huyền My bị ảnh hưởng khá nhiều trong lúc cô đang tham gia cuộc thi. Tối ngày 12 tháng 10, phòng thi trang phục dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017 đã diễn ra tại Quảng Bình. Đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi này là Á hậu Việt Nam năm 2014, Huyền My. Đây là vòng thi mà mọi người luôn chờ đợi nhất, đã được thấy trang phục truyền thống của nước nhà cũng như nước bạn.
Tại phần thi này, Huyền My đã lựa chọn cho mình chiếc áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Được biết, bộ trang phục dân tộc lấy ý tưởng hoa văn và Pháp làm cung đình Huế làm chủ đạo. Huyền My và ekip chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi bước ra sân khấu sánh vai cùng các nước bạn. Tuy nhiên, tại phần thi của mình, vì những ngày cô bị ảnh hưởng sức khỏe bởi thời tiết nên phần thể hiện của Huyền My vẫn chưa được trọn vẹn lắm. Cô đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến quý khán giả. Cô viết: "Vậy là đã kết thúc phần thi trang phục dân tộc rồi. Khi bước lên sân khấu, My cảm thấy vô cùng tự hào khi được mặc trên 10 bộ quốc phục. Hơn nữa là hàng ngàn khán giả ngồi dưới hô to hai chữ Việt Nam. Có lẽ mọi người sẽ trọn vẹn hơn nếu sáng nay My không bị cảm và mất giọng. Vì Quảng Bình đang mưa bão nên thời tiết thất thường và My rất buồn vì điều đấy. Dù đã được ban tổ chức kịp thời kê thuốc nhưng có lẽ do bị ảnh hưởng nên chưa có thể nói to và thật dõng dạc. My xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều. Chắc thời gian tới My sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn, khiến mọi người tự hào hơn. Chúng ta sẽ có nửa chặng đường, từ giờ thật nhiều năng lượng nhé. Xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn người hâm mộ Quảng Bình ngày hôm nay không ngại mưa gió đến cổ vũ My. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt liệt vô khiến My đứng đầu danh sách bình chọn. Dù sức khỏe không tốt nhưng Huyền My vẫn cố gắng trình diễn thật tốt phần thi của mình, mang cho mọi người một cảm giác mãn nhãn với bộ trang phục dân tộc. Cô rạng ngời giữa các thí sinh đến nhiều quốc gia khác nhau. Đông đảo người hâm mộ không ngại thời tiết mưa gió đến ủng hộ cho Huyền My tại cuộc thi quan trọng này. Cô hạnh phúc vì nhận được sự chào đón của khán giả và đấy chính là động lực cho Huyền My cố gắng hơn nữa ở phần thi tiếp theo. Minh Hằng tự nhốt mình gào khóc điên cuồng tuyệt thực khi đồng nghiệp quay lưng. Minh Hằng mang đến cho khán giả những câu chuyện về tình yêu, sự nghiệp và gia đình của cô. Xuất hiện với vai trò khách mời trong chuyện tối nay với Thành, Minh Hằng có dịp trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề cũng như những vinh quang, mất mát mà cô đã trải qua. Mở màn chương trình bằng ca khúc Anh Từ Đâu, nhạc phim Bao Giờ Có Yêu Nhau, sự phối hợp của nữ ca sĩ và ban nhạc Đức Chí khiến không gian của khán phòng huyền bí trở nên sôi động hẳn lên. Sở hữu một vóc dáng cân đối và gương mặt khả ái, Minh Hằng khiến Trấn Thành không khỏi xuýt xoa khen ngợi vì quá đẹp trong chiếc đầm trắng phối ren tinh tế khi vừa mới xuất hiện. Trước nghi vấn cho rằng Minh Hằng may mắn, cô nhanh chóng phản pháo: "Tôi nghĩ nếu như mà lần đầu tiên thành công thì là do may mắn, nhưng mà để giữ được tất cả mọi thứ đang thuộc về mình trong một thời gian dài thì nó cần sự nỗ lực rất nhiều. Trong mỗi một công việc, đối với người thành công thì luôn phải có vận động, sáng tạo để mình luôn có một vị trí vững chắc, vì vốn dĩ công việc làm nghệ thuật vốn không phải dễ dàng. Khi được hỏi về việc thành công quá sớm dẫn đến nhiều áp lực mà cô phải gánh chịu, giọng ca xinh đẹp cho biết đôi lúc cô bị mất phương hướng và mất đi cái bản tính vốn có của mình. Khi trải qua nhiều khó khăn và cố gắng níu giữ thành công thì cô càng trưởng thành hơn và tất cả những điều đó lại trở thành kinh nghiệm quý báu cho bản thân." Nói về trường hợp khi bị một ai đó quay lưng với mình, Minh Hằng cho biết cô đã từng bị quay lưng và nếm những đau khổ ấy rồi. Nhắc lại khoảng thời gian đó, Minh Hằng cho biết cô cũng khóc rất nhiều, tự nhốt mình trong phòng gào khóc, điên cuồng và không ăn uống. Trước quan điểm người đàn ông sẽ khó giữ chân được những cô gái xinh đẹp, tài giỏi, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi lại thấy như vậy càng hấp dẫn. Một khi việc gì quá an toàn, anh ấy nghĩ là cô ấy sẽ luôn bên cạnh, sẽ luôn ở đó chờ đợi mình về, thì người đàn ông đó lại bớt đi sự trân trọng đối với người phụ nữ. Và người đàn ông phải luôn nỗ lực vì cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, phải chinh phục thì em nghĩ tình yêu đó càng hấp dẫn và thú vị hơn." Là người thân thiết với MC Trấn Thành, Minh Hằng cũng thẳng thắn nhận xét về anh: "Làm việc chung nhiều, trong mắt tôi anh Trấn Thành là một người tăng động, nói nhiều mà lại nói rất nhanh. Tôi cảm thấy được anh ấy là một người sống rất tình cảm." Gặp lại nhạc sĩ Đức Chí ngồi vị trí quản gia trong khách sạn, Minh Hằng hào hứng: "Anh Đức Chí là thần tượng của tôi đấy. Từ bé tôi đã rất mê nhạc của anh ấy, sự nghiệp ca hát của mình, tôi hãnh diện khi anh Đức Chí đã dành tặng tôi hai ca khúc hit. Đó là Giờ Em Đã Biết và Yêu Để Em Biết." Tạo nhiều dấu ấn trong phim điện ảnh, Minh Hằng thú nhận đã có nhiều ý kiến cho rằng cô diễn xuất hay hơn cả ca hát, thế nên họ khuyên cô nên chăm chỉ hơn trong điện ảnh thay vì đầu tư cho âm nhạc. Trước ý kiến này, Minh Hằng chia sẻ: "Tôi quen với những lời nhận xét ấy rồi, ban đầu cũng có chút tổn thương nhưng giờ tôi tập quen dần. Theo thời gian, khán giả sẽ nhìn thấy sự tiến bộ của tôi, bởi tôi đầu tư nghiêm túc và thành công với niềm đam mê của mình."
lộ diện hình ảnh đầu tiên về thiệp cưới của Song Yong Ki, Song Hye Kyo. Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng, những người yêu mến cặp đôi song song cũng có thể biết thêm được một chút về thông tin về đám cưới của hai ngôi sao này, khi mới đây hình ảnh được cho là thiệp cưới của họ bất ngờ bị rò rỉ. Càng đến gần ngày 31 tháng 10, những thông tin hiếm hoi về đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song Yong Ki và Song Hye Kyo càng dần được hé lộ và khiến nhiều người hâm mộ quan tâm. Mới đây vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là tấm thiệp cưới của cặp đôi hậu duệ mặt trời. Được biết, người được nhận thiệp mời là một bạn vô cùng thân thiết với cô dâu chú rể. Và vì quá vui mừng với hạnh phúc của đôi trẻ, người này đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh thiệp cưới lên mạng xã hội. Đặc biệt trong bức hình được chia sẻ, tên của hai nghệ sĩ xuất hiện ở phía dưới góc trái của tấm thiệp. Chính vì vậy nên cách fan càng khẳng định rằng đây chính là thiệp cưới của cặp đôi. Tấm thiệp cưới của Song Yong Ki và Song Hye Kyo gây bất ngờ với thiết kế giản dị, tinh tế, lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Cùng với đó, việc điểm thêm một cành hoa trang trí bên ngoài cũng khiến tấm thiệp trở nên độc đáo hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất cứ xác nhận nào về độ xác thực của tấm thiệp trên vì những thông tin đăng tải khá mơ hồ. Hiện tại, tài khoản của người đăng tấm thiệp này cũng đã chia sẻ rằng các fan nên dừng việc chia sẻ hình ảnh của Song Yong Ki, muốn mọi thứ diễn ra thật riêng tư. Dẫu vậy nhưng, ngay sau khi bức hình này được lan truyền, nó cũng đủ khiến người hâm mộ của cặp đôi càng trở nên sốt sắng hơn và đếm ngày từng ngày, chờ đến ngày đám cưới thế kỷ của họ. Bên cạnh đó, vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, đôi vợ chồng tương lai Song Yong Ki và Song Hye Kyo cũng đã có một buổi hẹn hò lãng mạn cùng nhau khi đến ủng hộ vở nhạc kịch mang tên Rebecca của người bạn thân Oh Yeo Hyun, cựu thành viên nhóm nhạc nữ huyền thoại Vin KL cùng với Lee Hyori và Sung Yuri. Đôi uyên ương tươi cười hạnh phúc và tạo dáng vô cùng dễ thương bên cạnh người bạn của mình. Và một lần nữa, các fan lại vô cùng thích thú khi thấy song song diện nguyên cây đen theo concept đồ đôi. Theo như kế hoạch đã được thông báo từ trước, đám cưới của Song Hye Kyo và Song Yong Ki sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới đây tại khách sạn Siêu La. Được biết, hiện tại các công tác chuẩn bị cho ngày vui của cặp đôi vẫn đang được tiến hành.